Toyota Innova tới tuổi bị hở bạc thì cũng phải rã máy ra đại tu thôi. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều có tuổi hết. Đối với con Innova thì tầm 300.000 km là bắt đầu máy nó xuống, bị hao nhớt, yếu đi, hao xăng. Đó là các dấu hiệu của tình trạng động cơ bị hở bạc. Cái này gọi là hao mòn cơ khí thôi các bạn. Cũng không có gì đặc biệt và cũng không có gì phải ngạc nhiên hay là cái gì phải chê trách cả. 300.000 km là nhiều lắm rồi. Đương nhiên sẽ có người chạy cố, ráng lên 400.000 thậm chí 500.000 km. Chạy cố được nhưng mà nó không ngon nha các bạn. Còn ai muốn cái động cơ thật sự ngon như zin thì hoàn toàn có thể hồi sinh nó lại. Trong clip là đang tới bước mài lại lòng xi lanh. Lòng xi lanh này mình lên cos nha, có nghĩa là mình thay mới luôn cả piston, kích thước lớn hơn một tí xíu thì cái lòng xi lanh mình cũng mở rộng ra tí xíu. Công tác cuối cùng chính là mài hoàn thiện, tạo nên những cái vết xước mắc cáo như các bạn thấy vậy đó. Mấy cái vết xước này quan trọng nha, dùng để nuôi nhớt bôi trơn đó. Lốc máy xong rồi chuyển qua xử lý đầu wheel lash. Đầu wheel lash sẽ cần rà lại mấy cái miệng subbab, sau đó phay phẳng là cái mặt tiếp xúc với ron wheel lash. Nhanh gọn lẹ vậy thôi các bạn. Chỉ còn phay 3% của 1mm là sạch trưng. Tại vì cái động cơ đâu có hư đâu, nó chỉ hao mòn theo thời gian thôi. Nên khi gia công cơ khí nó cũng nhanh gọn lẹ. Mọi thứ gia công cơ khí xong hết rồi, bây giờ mình tiến hành chuyển vào phòng sạch để tiếp tục cái quá trình lắp ráp. Có lẽ cái động cơ Toyota là cái động cơ dễ lắp ráp nhất trong tất cả các loại động cơ các bạn. Nó cực kỳ đơn giản, nó không có một cơ cấu gì gọi là đặc biệt hay là nổi trội hay đơn thuần là tiên tiến hết cả. Tất cả những bộ phận của nó cực kỳ mang tính chất truyền thống, đảm bảo như thế nào đó mà bền bỉ vận hành lâu dài. Đúng rồi, mấy con Toyota Innova này mà chạy không được 300.000 km là tệ lắm á. Tại vì nó không có gì để hư hết các bạn. Đúng nghĩa là ăn chắc mặt bền. Nói vậy cái quá trình lắp ráp cũng phải chú ý kỹ lắm nha. Cũng có nhiều chi tiết mình phải làm đúng quy trình, đúng kỹ thuật thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng đầu ra. Mục tiêu của mình là trở về zin, nên tất cả mình làm nó phải đúng theo tiêu chuẩn zin. Từ độ rơ bích tông, độ rơ miễn cốt máy, độ rơ miễn tây biên, lực siết bù lông, vân vân và vân vân. Tất cả phải đúng theo tiêu chuẩn quy định bởi nhà sản xuất. Đôi lúc mình thấy có một cái nhu cầu rất là lớn ở những cái dòng xe phổ thông như thế này mà làm sao cho giá nó rẻ. Mình có cái ý kiến giống vậy nè, các bạn hoàn toàn có thể mua lại những cái chiếc xe taxi á, Vios taxi hoặc Innova taxi á. Đúng, sau khi quá trình chạy taxi 300.000-500.000 km là tất cả mọi thứ đều xuống cấp hết. Nhưng mà khi mua lại mua giá rất là rẻ các bạn. Mua về mình làm lại tất cả. Đôi lúc cái sản phẩm đầu ra đó chất lượng nó lại rất là cao, cao gần bằng xe zin, nhưng mà giá thành á thì lại rất là rẻ. Thì có nhiều người ngại taxi hoàn lương hay này nọ gì đó. Nhưng mình thấy á, ai chịu chơi á thì đi hướng đó cũng được. Hoàn toàn khả thi nha các bạn. Bích tông này nọ vô hết rồi. Bây giờ mình tiến hành siết cái đầu wheel lash. Siết đúng lực đàng hoàng nha. Siết bù lông hai bước. Bước đầu siết lực bằng cái cần siết lực. Cái cầm trong tay của anh kỹ thuật viên là cần siết lực đó nha. Sau khi siết lực xong mình đã siết góc. Siết góc 90 độ thì mình cũng chả cần thiết phải có cái đồng hồ đo để làm cái gì. Nhìn cái đầu óc là mình biết 90 độ rồi. Mà cũng lạ lắm. Có nhiều bạn á, vô coi video từ nhỏ lớn chưa thấy cần siết lực bao giờ, nhảy vô cà khịa liền. Cà khịa là tại sao anh nói siết lực mà em không thấy đồng hồ siết lực đâu hết. Thật sự các bạn ơi, mình là thế hệ cuối 8X. Mình có cảm giác là các bạn có thế hệ mới sau này, cuối 9X hoặc là đầu 2X này nọ đó, chúng ta hơi bị nông cạn. Có nghĩa là mình không có suy nghĩ trước khi mình phát biểu. Cái đó mình thấy dở lắm các bạn. Mình ra đời rồi, mình gặp rất nhiều thanh niên, tuổi trẻ phơi phới, có rất nhiều hoài bão. Nhưng các bạn biết không, cái tính cực kỳ quan trọng là mình phải suy nghĩ trước khi mình phát ngôn. Giống như các bạn đi học vậy đó, mình phải kiểm tra lại cái bài làm mình trước khi nộp bài. Lúc nào cũng vậy phải không? Thôi bỏ qua vấn đề đó đi, quay trở lại công tác lắp ráp. Đến đây là những công đoạn cuối cùng hết rồi. Anh kỹ thuật viên chỉ cần lắp ráp những cái cấu kiện lặt vặt xung quanh cái động cơ là coi như xong. Mà nói lặt vặt thì cũng chả có gì gọi là ghê gớm cả. Tại thật sự cái động cơ này nó tối giản nhất có thể rồi. Nó không có cái gì để hư hết các bạn. Nó chỉ hư khi nó quá già thôi, tới tuổi thôi. Bây giờ mình tiến hành di chuyển cái động cơ ra bên ngoài để chuẩn bị hạ máy. Cái quá trình hạ máy cũng như là chạy test mình không có quay lại nha. Vì nhiều thứ để quay quá, quay không có kịp. Nên các bạn thông cảm nha.